Tối 14 tháng 5, đại diện công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, vào thời điểm này, việc nâng tốc độ từ 80 km/h lên 90 km/h trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là chưa phù hợp. Lý do là vì tuyến cao tốc này đã mãn tải, lượng xe lưu thông quá đông, khoảng 22.000 đến 23.000 xe ngày đêm. Nhưng nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn, nên khi nâng thêm tốc độ 10 km/h là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Đại diện phía công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận lý giải, tuyến cao tốc này chưa có làn dừng xe khẩn cấp mà chỉ mới bố trí điểm dừng khẩn cấp. Một khi có sự cố xảy ra, trong lúc dời xe đến các điểm dừng khẩn cấp để chờ cứu hộ thì rất dễ xảy ra ùn tắc, thậm chí là tai nạn. Do vậy, đầu tư giai đoạn 2 cho tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là việc làm cần thiết hơn thay vì nâng thêm tốc độ. Trước đó, Cục Đường Cao tốc Việt Nam đã báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đánh giá tổng quan về khả năng nâng tốc độ khai thác, tốc độ tối đa cho phép đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng 3,5m từ 80 km/h hiện nay lên 90 km/h. Theo báo cáo của Cục Đường Cao tốc Việt Nam, thời gian qua, nhiều tuyến đường cao tốc đã được đưa vào khai thác sử dụng, trong đó có cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Trong bối cảnh nguồn lực kinh tế còn khó khăn, để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua chủ trương phân kỳ đầu tư xây dựng một số tuyến với mặt cắt ngang 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Đối với hai tuyến cao tốc đầu tư xây dựng phân kỳ 4 làn xe hạn chế đã đưa vào khai thác là Cao Bồ – Mai Sơn và Trung Lương – Mỹ Thuận, Cục Đường Cao tốc Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/h đối với một số loại phương tiện như ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ, trừ xe buýt. Ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn, các phương tiện còn lại thì giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h đã được phê duyệt tại phương án khai thác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông của tuyến đường cao tốc tạm thời theo quy định.